Hello tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với bạn một cái điều vô cùng tuyệt vời. Đấy là mình đã tạo ra một cái brand marketing, hay còn gọi là marketing đa kênh 2020. Thì ở trên này mình đã liệt kê hết tất cả những cái kênh chính để giúp bạn tạo ra rất là nhiều đơn hàng. Đó là kênh Facebook marketing, kênh website, kênh Google, kênh quảng cáo bằng Google AdWords, Google địa điểm, làm sao để tạo ra một cái địa điểm để giúp cho bạn có thể leo top Google với chi phí là 0 đồng. Cái cách thức để bạn xây dựng một website, xây dựng một cái kênh YouTube để có được lượng view cũng như là cái chiến lược để bạn đăng những cái video ở trên đấy. Ngoài ra thì còn có các kênh như là email và kênh Zalo. Đồng thời mình sẽ còn bổ sung thêm những cái kênh về thương mại điện tử để bạn có thể dễ dàng cập nhật thêm những cái phương pháp marketing mới vào trong cái công việc kinh doanh của mình. Và cái video này, nếu như bạn đang là chuyên viên quản lý về marketing, bạn đang là chủ doanh nghiệp về marketing, hoặc là bạn đơn giản là một người mới bắt đầu vào kinh doanh mà bạn muốn có một cái nhìn tổng thể về internet marketing, đấy, thì bạn có thể sử dụng cái plan này của mình. Sau khi cái plan này của mình nó hoàn thành, mình sẽ bán nó với giá là 97 đô. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, bạn sẽ nhận nó miễn phí và mình muốn dành tặng nó cho bạn, và mình chỉ dành tặng cho một số bạn nhận được cái đường link mà bạn gửi. Ok, ngay bây giờ bạn hãy đăng bấm vào cái đường link ở bên dưới và đăng ký để nhận nó miễn phí. Tôi sẽ gửi vào email cho bạn một cái file PDF rất là rõ, một cái file PNG và một cái file ở trên phần mềm Bitmap để bạn có thể kích vào bạn xem rất là chi tiết. Ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn.